Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 10, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với huyện Định Hóa tổ chức khánh thành bia di tích địa điểm trụ sở làm việc của Văn phòng Trung ương Đảng giai đoạn 1947-1948 tại xã Bình Thành. Dự lễ khánh thành của đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Tránh Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy Thái Nguyên. Về phía huyện Định Hóa có đồng chí Nguyễn Linh, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư huyện ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể của huyện, lãnh đạo xã và nhân dân xóm Thành Vượng, xã Bình Thành. Công trình tôn tạo di tích nơi ở và làm việc của Văn phòng Thường vụ Trung ương Đảng giai đoạn 1947-1948 được thực hiện gồm giai đoạn 1 từ năm 2018 đến 2019, tiến hành san lấp mặt bằng với tổng diện tích trên 6.000 m2 xây dựng nhà bia di tích đường dẫn bậc cấp lên nhà bia, cổng tường rào bao quanh khu di tích và sân sinh hoạt văn hóa. Tổng kinh phí giai đoạn 1 của dự án là 8,2 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ văn phòng Trung ương Đảng đã cấp cho huyện là 6 tỷ đồng, ngân sách huyện đã chi hơn 2 tỷ đồng để chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong phạm vi thực hiện dự án. Đến nay các hạng mục đầu tư trong giai đoạn 1 đã hoàn thành, dự kiến giai đoạn 2 của dự án tiếp tục từ năm 2020 đến 2021, gồm các hạng mục nhà lưu niệm kết hợp với đón tiếp khách, sinh hoạt cộng đồng, phục dựng hai hầm trú ẩn, xây hồ cảnh quan, hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước ngoài trời, khu vệ sinh và khu thu gom rác thải, bổ sung thêm một số hạng mục đường bê tông bao quanh khu hồ sinh thái, cống hộp thoát nước, mở rộng đường và di tích, tổng kinh phí giai đoạn 2 là 8 tỷ đồng tại buổi khánh thành bia di tích lãnh đạo văn phòng trung ương đảng văn phòng tỉnh ủy thái nguyên lãnh đạo huyện định hóa đã cắt băng khánh thành bia trồng cây lưu niệm tại di tích nhân dịp này đoàn công tác của văn phòng trung ương đảng lãnh đạo huyện định hóa cũng đã đến thăm tặng quà mẹ việt nam anh hùng phạm thị may sinh năm 1924 ở xóm đồn và mẹ việt nam anh hùng trần thị duẩn sinh năm 1924 tại xóm bình tiến xã bình thành